Xin chào mọi người, mình là Trung, đồng chí Trung. Mình là producer cùng với cả Thắng trong cái dự án với cả anh Đồng. Tại vì anh Đồng là tác giả mà, anh là người viết nhạc, thì anh ấy cũng muốn có một cái mạch câu chuyện trong bài hát ấy. Thì mình dựa vào cái ý của anh ấy để mình tìm ra một cái khung bài hát. Tên em là Khuê và năm nay em 19 tuổi. Em tham gia vào list này là tại vì lúc đấy em cũng đang rảnh, xong rồi anh Đồng gọi thì em nghĩ là chắc là cũng vui, thế là em cứ thế đi thôi. Quên, chưa thôi. Nghe nói lại nhé. Lỡ em người mang giấc mơ vỡ đôi. Nhớ. Mình là Vũ và mình cũng làm người viết nhạc và kiêm cả ca sĩ nữa trong khoảng cũng được 6-7 năm. Mình có một khoảng thời gian làm việc với anh Đồng khá là lâu và mình thích cái phong cách sống và cái phong cách mà anh Đồng truyền lại cho mình. Nó cái phong cách đấy nó ở âm nhạc, nó ở cả đời thường lẫn cả những cái lời khuyên và câu chuyện mà anh Đồng hay đưa đến cho mình. Thực ra cũng không cần phải anh Đồng nói gì hay là mời gì mình để tham gia vào list nhạc. Mình có khi còn phải xin người vào hát cùng, bởi vì là những cái bài hát đấy mình ở với nó từ lúc nó còn đang còn thai nghén, cái lúc mà anh Đồng còn đang mới đặt bút viết. Mình cũng phần nào hiểu được nó. Dắt em về mặt trăng, anh vẫn quay về quả đất. Vì còn có bao điều anh nói chưa thể mất, như nỗi nhớ tôi lâu ngày. Điều ta vẫn chưa thể mất, như nỗi nhớ nhau lúc này. Lớn. Mình là Moses, thì tên thật của mình là My Anh. Tự nhiên một ngày anh Đồng có nhắn tin qua một người bạn của mình, thì nó có một cái như kiểu vũ trụ gửi một cái thông điệp gì đấy vào cứ làm đi. Và đó là một cái quyết định vừa vội vàng nhưng mà nó lại rất hay. Và đây cũng là một cái trải nghiệm lần đầu tiên mình có. Để mà nói thì đúng là đây là lần đầu tiên mình làm việc với một nhà sản xuất mà mình không chơi cùng từ trước. Nó cũng là một cái duyên, tại vì khi mà nghe bài hát này, khi mà đồng ý
thực hiện bài hát này thì mình cũng không biết được là ai sẽ là người đứng đằng sau phối khí. Và một cái cơ duyên đến và mình đến ướm thử bài hát thì mình có gặp anh Trung và anh Thắng. Thì hai anh đều là những người nhạc sĩ rất giỏi. Và mình cũng đã chứng kiến được cái tâm huyết của họ khi bỏ công sức và kiểu chất xám tình cảm của họ vào trong cái bài hát này. Và chả biết là cái không khí, cái môi trường làm việc nó rất là, nó mang đầy tính sáng tạo. Và mình cảm thấy được truyền rất là nhiều cảm hứng từ hai anh. Ngoài bài hát của em ra thì trong mix này em cũng đã được nghe qua bài hát Chuyến Đi. Thì có giọng trong bài hát đó là chị họ của em, là chị Hoàng Hà. Xin chào, mình là Hà, mình 25 tuổi. Mình vừa tốt nghiệp tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Và mình là chị họ của Nhi Anh. Thì nó cũng là một cái cơ duyên rất là hay, vì kiểu em đến hát cùng anh đồng bài hát của em. Và em có nói là em có một người chị hát hay lắm. Và em cho anh đồng nghe và anh đồng bảo ôi đây chính là giọng hát dành cho bài hát Chuyến Đi. Mình cũng có một khoảng thời gian đã từng đi hát và cũng thực sự nghĩ đến chuyện làm một ca sĩ. Và khi mà em được nghe thì em thật sự là em sững người. Em cảm thấy kiểu cái giọng hát này nó quá hay. Xong cái bài hát, cái câu chuyện nó đúng là kiểu nó có một cái sự thú vị ấy. Và nó khiến cho mình kiểu nghe hoài không chán ấy. Khuê, đây là đem môn gì đây? Cách đọc bản đồ. Đầu lên, thả khói ra rồi, đẹp rồi, tí nữa. Go!
thằng bên cạnh, khoác vai thằng bên cạnh. Khoác vai. Khoác cái bắp cải.